Người cá Tion ơi, sẽ nuôi tụi con suốt đời chứ? Tại sao con lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy? Vì thế gian này chỉ có người cá Tion mới hiểu được loài cá. Nếu Tion không nuôi tụi con, thì con sống sao? Đúng rồi đó, còn tụi con sống nữa. Đã có nhiều loài vật hỏi Tion câu này, và cũng xin nhường câu trả lời lại cho những người bắt cóc động vật bán cho Tion. Nếu Tion không nuôi tụi con, tính gửi tụi con cho ai vậy? Cứu các con thì dễ, nhưng Tion không thể nuôi được, không thể chăm lo được, và cũng không đủ tin tưởng giao cho ai chăm sóc mấy con tốt được. Vì đã có quá nhiều bài học về những anh chị đi trước của các con bị rơi vào tay những người xấu, những người không biết chăm sóc động vật. Họ còn ngược đãi hành hạ động vật, nhốt trong lòng trong chuồng. Nên Tion nghĩ là không thể giao tụi con cho con người được. Vậy là giờ Tion không muốn nuôi tụi con nữa, mà gửi cho tụi con ai nuôi vậy? Thì Tion sẽ gửi tụi con cho người tin tưởng. Mà yên tâm đi, họ không phải là con người đâu. Họ là người cá, không phải là người thường. Họ sẽ yêu thương và hiểu các con như Tion vậy đó. Ok, Tion ráng tìm thêm nhiều người cá nữa nha, để cứu loài chó tụi con nhiều thêm nữa. Vì ba má của con đã bị người ta bắt làm thịt cầy rồi, nên con rất tội cho những bạn chó không may mắn như chúng con. Được chứ, đời này tôi sẽ cố gắng sống vì tương lai tươi sáng của các loài vật. Cảm ơn người cá Tion, vậy là rác cá tụi con được cứu rồi. Bây giờ tôi đang rất đau đầu, vừa phải kiếm tiền cứu các con, rồi phải lo tìm nơi đàng hoàng chăm sóc. Giờ không biết nói sao nữa. Muốn lập cái luôn cái bàn thờ trên YouTube lạy những người bắt hại động vật mỗi ngày nữa thôi là chuẩn luôn. Mấy năm trước tôi còn đủ tiền mua rái cá để giải cứu. Giờ rái cá bán qua Trung Quốc lên tới mấy chục triệu con. Tôi muốn cứu cũng không được. Giá như mấy anh kiểm lâm công an làm căn ở biên giới để cứu động vật được thì mừng cho Việt Nam quá rồi. Nói thiệt giờ tôi phải lo cho bản thân nữa mấy con ơi. Chứ cứu động vật hoài tôi không được gì hết. Nói vậy mấy con hiểu chưa?